phơi diêm ti ren có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành quả phân tích mẫu nước sông Đà cấp cho người dân có chứa ti ren vượt quy chuẩn từ 1,5 đến 3,65 lần. Nguyên nhân là do hiện tượng đổ trộm dầu thải trên thượng nguồn nơi lấy nước cấp sông Đà. Theo ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, ti ren là một hóa chất được sử dụng để phát triển các sản phẩm như cao su, chất dẻo, chất cách điện, sợi thủy tinh, hộp đựng thức ăn. Khả năng phơi nhiễm ti ren lớn nhất là thông qua khói thuốc lá. Các nghiên cứu giết trên cả người và động vật cho thấy phơi nhiễm ti ren gây tổn mến các tế bào bạch cầu làm tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu hoặc u lympho, ung thư thực quản và ung thư tuyến tụy. Giáo sư Trần Văn Sung, nguyên viện trưởng Viện Hóa học Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, cũng cho hay ti ren là hợp chất hữu cơ, dạng lỏng không màu, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, nồng độ đậm đặc sẽ có mùi khó chịu. Ông nói ti ren kém cỏi được dùng để phát triển các item nhựa polyethylene, polymer như hộp xốp đựng đồ ăn, sợi thủy tinh. Đối với cơ thể con người, nếu bị nhiễm chất ti ren với hàm lượng cao, trong thời gian dài sẽ gây giảm thị lực, tổn mến hệ thần kinh và cũng góp phần tăng nguy cơ ung thư thực quản, tuyến tụy. Vị giáo sư này nhấn mạnh, tỷ lệ ti ren trong nước vượt ngưỡng đến 3,6 lần, có thể cảm nhận bằng mũi chắc chắn gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, mức độ gây hại ra sao cần nghiên cứu giết, đánh rét cụ thể. Người dân xếp hàng lấy nước ở thông thường cư tại Hoài Đức. Cũng dàn xếp với phóng viên, giáo sư. Thí sinh Lưu Văn Bôi, nguyên chủ nhiệm khoa hóa học Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cũng cho rằng cần phải làm rõ ràng xem chất ti ren phát hiện ở trong nước sạc sông Đà dưới dạng nào. Ông nói, ti ren kém cỏi được dùng dưới hai dạng là dung môi và dùng để phát triển các item như polymer. Nếu ti ren là xốp thì không tan trong nước, còn ti ren ở dạng dung môi thì nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Do đó, có thể dứt được, dùng phao quay lại để thu gom, giáo sư Bôi nói. Nhưng, theo giáo sư Bôi ở đây cần phải cầm được là dầu thải của các loại động cơ, xử lý bề mặt. Thì trong đó, có đủ thứ chất bẩn, kim loại, muối kim loại các chất phụ gia. Những chất này có thể tan trong nước và đây chính là nguyên nhân gây độc, bẩn, mùi. Tuy nhiên, do không lấy mẫu, không tham gia làm xét nghiệm nên tôi không thể biết những chất có trong đó là gì và mức độ ra sao. Do đó, cơ quan công dụng cần làm rõ ràng và thông tin cho nhân dân được biết, giáo sư Bôi nói. Máy lọc nước dạng nào có thể hạn chế ti ren? Trước câu hỏi, với các máy lọc nước bây giờ có thể xử lý được ti ren này không? Giáo sư Bôi nêu rõ ràng, với các máy lọc nước dùng than hoạt tính để lọc nước có thể hạn chế được ti ren trong nước. Ông nói thêm, than hoạt tính chỉ có công dụng với một lượng nước nhất định. Sau đó, than sẽ không còn khả năng hoạt động nữa do đã bão hòa. Tuy nhiên, đây chỉ là với ti ren, còn với các tạp chất lẫn trong dầu thải như bột màu, tan hoàn toàn vào trong nước thì những máy lọc nước bình kém cỏi sẽ không thể xử lý được. Với các tạp chất này phải xử lý trước khi vào khu xử lý của nhà máy như ngăn nguồn, dùng các trang bị chuyên dùng. Còn các máy lọc nước nếu muốn xử lý phải có bộ hấp thụ đặc biệt để hấp thụ màu, các chất. Giáo sư Bôi nói thêm. Chuyên gia hóa chất Đỗ Thanh Bái, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Môi trường và An ninh Hóa chất Hội Hóa học Việt Nam, cho biết nếu máy lọc nước có dùng than hoạt tính có thể hạn chế được ti ren. Nhưng theo ông Bái, đây chỉ được coi là giải pháp tình thế trong lúc chờ giải pháp toàn cục của cơ quan công dụng đưa ra. Ti ren là chất độc, có trong danh mục các chỉ tiêu phải xét nghiệm định kỳ trong quy chuẩn kỹ thuật đất nước về chất lượng nước ăn uống số 1 của Bộ Y tế, thuộc vị trí thứ 46, nhóm hydrocarbon. Chất này thuộc mức độ sát cờ, cầm buộc phải xét nghiệm ít nhất một lần 2 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện và kiểm tra, sát, xét nghiệm ít nhất một lần 2 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.